Bạn có bao giờ tự hỏi về sự cuốn hút thật sự của một làn da sáng mịn và rạng rỡ trong cuộc sống của phụ nữ chưa? Làn da không chỉ là phần cơ thể mà còn là biểu hiện của sức khỏe, sự tự tin và vẻ đẹp tự nhiên khiến người người không thể cưỡng lại. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp và bạn sẽ cùng nhau khám phá về kem Berry Plus, một loại kem dưỡng da đột phá được nhiều phụ nữ tin dùng. Từ làn da sáng mịn đến việc tạo ra nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, gia đình và công việc, kem Berry Plus không chỉ là một sản phẩm làm đẹp mà còn là chìa khóa mở ra thế giới của sự tự tin và thành công hãy cùng shop mình đi sâu vào hành trình chăm sóc sắc đẹp và khám phá thế giới của vẻ đẹp. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy được rất nhiều thông tin về kem Berry Plus đã trở thành cảm hứng cho việc chăm sóc sắc làn da đẹp hàng ngày của rất nhiều chị em phụ nữ. Với những công thức độc đáo, được chiết xuất từ trái berry và thảo mộc tự nhiên, kem Berry Plus không chỉ làm cho làn da trở nên trắng sáng hơn mà còn giúp làn da của bạn trở nên mềm mại và đầy sức sống. Đồng thời, kem này còn có khả năng làm trị nám và làm mờ nếp nhăn vô cùng hiệu quả. Da trắng mịn và hết nám không chỉ làm cho bạn tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày, mà còn tạo ra một sự ấn tượng tốt đẹp khi gặp gỡ bạn bè hay những buổi họp quan trọng trong công việc. Người khác sẽ cảm thấy ấn tượng và cảm giác thân thiện hơn với bạn. Đừng để những vấn đề về làn da làm mất đi tự tin vốn có của chị em phụ nữ chúng mình nhé. Khi bạn thấy được da mình cải thiện từng ngày, trắng hơn mứt mịn hơn, thì chỉ cần thêm một chút trang điểm nhẹ nhàng thôi cũng khiến bạn trở nên nổi bật. Khi làn da xinh đẹp với kem Berry Plus, mỗi một sự gặp gỡ đều khiến bạn tự tin hẳn lên. Khi nói chuyện ai cũng nhìn thẳng vào mặt bạn, làn da đẹp giúp cho bạn yên tâm và tự hào, dù là nói chuyện với đồng nghiệp hay là cuộc họp quan trọng, thậm chí là đi phỏng vấn, người ta chắc chắn cũng sẽ ấn tượng và có cảm giác tốt đẹp hơn với những người có làn da trắng mịn nổi bật. Cảm giác bạn là một người yêu bản thân, có trách nhiệm và sức khỏe tốt. Không chỉ dừng lại ở công việc, ra ngoài đường bạn cũng để lại ấn tượng với cả người xa lạ, vì không ai nữa phũ phàng với một cô gái xinh đẹp. Họ trân trọng bạn nhưng nhịn bạn. Còn người yêu, bạn đời cũng vì thế mà yêu chiều bạn nhiều hơn, sợ mất bạn nhiều hơn là thờ ở với bạn. việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng hãy để shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này